So why you choose that from a teacher to a job? Thank you for your question. I personally think that I want to be Miss Charm 2023 and to be the Vietnam's representative for Miss Charm 2023 because I am a youngster, I'm a hustler. I never stop striving for my best version of myself. I bring such a freshness, such an energy, a new energy from a Gen Z. So I think that would be such an image that I want to bring out to Miss Charm 2023. And the second thing is that I'm fresh. I'm new because I've never been known to social media before, except for my TikTok channel. But as a beauty contestant, I believe that what I have as my experience and my value will bring such a new energy to Miss Charm 2023. And last but not least, I am ready to be Miss Charm 2023 and I am ready to represent Vietnam and conquer the crown of Miss Charm 2023. Anh có một câu hỏi là em đến từ thế hệ Gen Z thì em nghĩ sao về cái việc mà công nghệ cũng như là sự phát triển của thế hệ của em cũng như là thứ hai nữa là cái việc mà nếu mà Miss Charm đầu tiên em nghĩ rằng công nghệ và mạng xã hội đang đóng một phần không thể thiếu trong thời đại xã hội mới. Và đặc biệt đối với thế hệ Gen Z chúng em là những người luôn luôn muốn tìm kiếm những điều mới lạ, luôn luôn muốn thể hiện cá tính và luôn luôn muốn mang hình ảnh cũng như là màu sắc của mình để mà có thể cho thế giới biết được là các thế hệ trẻ của Việt Nam nói riêng và các thế hệ trẻ của trên thế giới nói chung đang phát triển như thế nào. Tuy nhiên em cũng nghĩ rằng mạng xã hội đang thật sự là con dao hai lưỡi nếu như chúng ta không biết cách sử dụng đúng đắn và chúng ta không có được một cái ý thức rằng mạng xã hội có thể kết liễu một cuộc đời của một con người. Và là một người thế hệ trẻ, em tin chắc rằng là chúng ta cần phải nêu cao hơn cái ý thức cũng như là cái tính tự giác các bạn sử dụng nền tảng mạng xã hội một cách có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn. Và nếu mà có thể trở thành Miss Trump của 2023 thì em tin rằng là mạng xã hội cũng như là những nền tảng truyền thông sẽ giúp cho em mang đến hình ảnh của một đất nước Việt Nam giàu văn hóa, giàu màu sắc cũng như là những nét đẹp của Việt Nam đến với thế giới nhiều hơn.